Chào các bạn nha, mình là Thu Thủy Trần ở bên trái cây Quý Mộc. Hôm nay mình đang có cái hồng xế dẻo Đà Lạt rất là ngon, rất là dẻo đây. Đây là cái lô hồng mới ra lò. Thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mà chúng ta bảo quản hồng xế dẻo như thế nào để cho cái miếng hồng nó dẻo lâu hơn nè, nó giữ được cái màu sắc tươi tắn và nó không bị khô và nó không bị cứng, thì nó sẽ chúng ta ăn nó sẽ rất là ngon. Như các bạn đã biết là hồng dẻo là một cái đặc sản của Đà Lạt mà được làm từ những quả hồng chín. Sau cái giai đoạn mà chúng ta sấy bằng cái hơi nóng thì cái miếng hồng nó sẽ xe lại và nó rất là dẻo, rất là ngọt, rất là thơm, mềm dẻo thơm ngọt, và nó cái miếng hồng dẻo này chúng ta uống với nước trà nóng thì rất là ngon. Đó, thì làm sao để chúng ta khi mà chúng ta mua hồng dẻo thì cách chúng ta bảo quản như thế nào để giữ được cái độ dẻo lâu, độ tươi tắn và cái miếng hồng nó thơm lâu. Thì khi chúng ta mua về thì khi các bạn dùng thì các bạn cắt cái miệng bao ra và chúng ta cho vào cái keo thủy tinh. Các bạn cho cái vịt hồng, lấy miếng hồng ra cho cái keo thủy tinh. Khi nào chúng ta ăn tới đâu thì chúng ta lấy ra tới đó ha. Và nếu mà chúng ta những cái vịt hồng mà chưa dùng tới thì các bạn cứ quấn báo lại và chúng ta cho một cái vịt ni lông mà chúng ta để vào trong ngăn mát, thì cái miếng hồng này nó sẽ giữ được cái độ tươi tắn, độ mềm, độ dẻo thơm trong vòng một tháng. Thì chỉ một tháng là mình thấy là ngon nhất đó. Nếu mà các bạn để lâu hơn thì cái màu nó sẽ đậm đi, nó sẽ màu trở thành cái màu nó tối hơn nè, cái độ dẻo nó cũng giảm bớt đi và cái miếng hồng nó có vẻ nó cứng hơn một chút, nó sẽ không ngon như là chúng ta mua khi mà chúng ta mới xế ra lò, chúng ta ăn nó rất là ngon. Thì để chúng ta bảo quản trong tủ lạnh như vậy, cái cách chúng ta bảo quản cũng tế báo là để trong ngăn mát tủ lạnh thì nó giảm bớt cái miếng hồng nó bị khô đi và giữ được độ dẻo và tươi lâu hơn. Nhưng mà nói chung lại là chúng ta chỉ ăn trong vòng một tháng tới một tháng rưỡi là chúng ta ngon nhất, chúng ta để lâu quá nó sẽ không ngon ạ. Và khi chúng ta nếu mà nhà chúng ta ít người, chúng ta cứ mua hai bịch, mỗi một người ta đóng gói cái chân không như vậy là cũng được phải làm nửa ký. Chúng ta mua hai bịch, chúng ta ăn một bịch này hết rồi chúng ta ăn bịch này chúng ta lại mua tiếp. Trong trường hợp nhà chúng ta đông người, anh chị em đông thì chúng ta có thể mua như thế này. Đây là khách họ mua 10 ký đây. 10 ký là chúng ta sẽ mua như thế này, là chúng ta cho anh chị em mỗi người 1 ký, 2 ký. Và chúng ta ăn như vậy thì chúng ta ấy chứ một gia đình mà mua một lần 10 ký như vậy thì để lâu nó sẽ giảm bớt cái độ dẻo đi và nó cũng không còn ngon như lúc mới xế ra. Nên là chúng ta nếu mà nhà ít người thì chúng ta chỉ nên mua 2 ký. Nhớ là khi mà chúng ta mở ra rồi thì nhớ là bỏ vào keo thủy tinh và đậy nó thật kín để giữ cho cái miếng hồng nó tươi tắn, nó giữ được cái độ dẻo, độ thơm, độ mùi của miếng hồng nha. Đừng để nó bị khô, nó sẽ không ngon. Hồng xế dẻo là một đặc sản của Đà Lạt và được làm từ những quả hồng chín, nên là chỉ có cái mùa thu khi mà những quả hồng chín đỏ trên cây thì nó mới có thể làm ra những cái quả hồng, những cái miếng hồng xế dẻo như thế này. Đây là quả hồng chín và đây là miếng hồng xế dẻo làm từ quả hồng vu Khám Hải. Thế thì mình chia sẻ các bạn để các bạn biết cách chúng ta bảo quản cái miếng hồng như thế nào để cho cái miếng hồng có thể thật là dẻo này, nó giữ được cái độ dẻo. Các bạn thấy cho ấn vào cái là thấy dẻo rất là ngon, các bạn ấn vào là các bạn đã thấy ngon rồi này, dẻo lắm. Uống nước trà nóng và cái tiết trời lạnh như thế này, lạnh xe như thế này rất là ngon. Mình là Thu Thủy Trần bên trái cây Quý Mộc, rất là cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình. Các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0919 7098. Mình cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye, chào tạm biệt.